Ok, hello anh em, hôm nay mình sẽ dùng 136k game để săn hai con mì thích mới nha. Trước khi bắt đầu video thì mình xin 10 giây để quảng cáo UG Phone nhé. UG Phone là bộ điện thoại ảo, giúp anh em chơi game 24/7. Còn nếu không chơi thì anh em cũng có thể để máy tự treo khi đã tắt màn hình và đóng ứng dụng. Ok, quay nhà anh em. Ok, ra rồi nha anh em, chỉ tốn 19k game để săn thì chắc mình cũng không xui đâu anh em nhỉ, ha ha. Mới level 1 và chưa evolve nên hơi yếu nha. Ok, tiếp theo mình sẽ săn con mai thích còn lại nha. À mà cái bát siêu của con mai thích mình mới mở ra, nó có thể né được sờ tôn, tăng đam và tầm ngắm nhé. Bây giờ mình sẽ săn con còn lại. Ra luôn rồi nha anh em, thì cũng chỉ tốn 16k game thôi nhé. Level 1 với chưa evolve nên vẫn rất yếu nhé. Cái phát siêu là giảm 33% thời gian khi bị sờ tun và đam sẽ cộng 11% sau mỗi lần bị sờ tun và có thể lên đến 33% nhé. Vì là video mở unit nên video chỉ có thế thôi nhé. Bye bye anh em.